Một án mạng đã xảy ra vào ngày 5 tháng 12 năm 2017. Vụ án mạng tại một tiệm nail ở thành phố Corvallis. Theo đó, một bà quả phụ ở tiểu bang Oregon đã nạp đơn kiện một phụ nữ mà bà tin là đã ngoại tình với chồng của bà và đòi bồi thường là 1 triệu đô la Mỹ. Đơn kiện được nộp vào ngày thứ Sáu, ngày 30 tháng 9 năm 2018 tại tòa án địa hạt Benton. Nạn nhân bị đánh thiệt mạng đó là ông Mitch Xuân Đông. Nay vợ của ông Mitch là Lana Đông nói rằng chuyện gian díu giữa chồng bà và bà Phan Gia Trâm Anh đã dẫn đến cái chết của chồng bà. Trong đơn kiện, bà Lana nói rằng Trâm Anh đã bất cẩn vì không giấu giếm vụ ngoại tình khá hơn. Vì vậy, chồng cũ của bà Trâm Anh, đó là ông Kim Duy Thân, đã biết chuyện và đã rình rập cho đến một ngày kia bắt quả tang hai người đang tình tứ trong tiệm nail của bà Trâm Anh ở thành phố Corvallis. Hồ sơ cảnh sát cho biết khi án mạng xảy ra, ông Thân được 48 tuổi và ông Mitch được 50 tuổi. Ông Thân đã cầm gậy chơi banh baseball để mà đánh vào đầu ông Mitch. Ông ta có mang theo súng nhưng lượm được một con dao gần đó để mà đâm nạn nhân nhiều nhát, khiến cho nạn nhân bị thương nặng. Sau một tuần nằm bệnh viện trong tình trạng hôn mê, thì ông Mitch Xuân Đông đã qua đời. Kim Duy Thân, nay 49 tuổi, đã bị giam từ ngày xảy ra án mạng và đang chờ ngày ra tòa vì cáo buộc sát nhân. Trong đêm xảy ra án mạng, ông Thân có gọi báo cho bà Lena biết rằng chồng của bà đã bị đánh và sẽ không về nhà. Bà Trâm Anh cũng bị chồng cũ gây thương tích, nay bà bị vợ của ông Mitch Đông kiện đòi bồi thường. Bà chưa cho biết ý kiến về việc bị kiện vì lý do không giấu kín vụ ngoại tình. Cảnh sát Canada đang truy lùng một người gốc Việt bị tình nghi là giết người ở thành phố Surrey, thuộc vùng đô thị Vancouver. Theo đài CBC đưa tin vào ngày 20 tháng 8, cảnh sát Surrey nhận được một cuộc gọi điện thoại báo tin về một vụ nổ súng tại một ngôi nhà trên đường số 145. Khi cảnh sát đến hiện trường thì họ phát hiện một xác chết ở trong nhà. Các nhà điều tra tin rằng vụ nổ súng đó là hậu quả của một cuộc tranh cãi ở trong gia đình. Nghi phạm Nguyễn Hồng Mạnh, 56 tuổi, bị cáo buộc là đã rời khỏi hiện trường bằng chiếc xe Honda Odyssey màu xanh đời 2016, mang biển số là BCL390HSB. Cảnh sát cảnh báo Nguyễn có thể rất nguy hiểm và bất kỳ ai nhìn thấy Nguyễn nên gọi điện báo cho cảnh sát ngay lập tức. Nguyễn cao là 1m67 và nặng khoảng 55kg. Có 3 người gốc Việt đã bị bắn lúc rạng sáng trong một căn nhà ở vùng đông nam Wichita thuộc bang Kansas ở Mỹ. Thủ phạm đã bị bắt ngay tại hiện trường, đó là Nguyễn Văn Vinh, 41 tuổi, là bạn trai của bà chủ nhà Tuyết Huynh, 45 tuổi. Bà Tuyết bị bắn chết trong phòng ngủ, con gái của bà Trinh Phạm, 20 tuổi, đã được tìm thấy chết ở trong tầng hầm. Chồng của bà Trinh đó là Sinh Phạm, 21 tuổi, chết ở hành lang trong một ngôi nhà có địa chỉ là 2200, thuộc đường South Beach. Cảnh sát vội đến hiện trường nhưng đã quá trễ. Sau cuộc gọi vào số khẩn cấp 911, Trinh trốn dưới tầng hầm nhà của mẹ cô. Báo với cảnh sát rằng là có người nổ súng ở tầng trên. Khi cảnh sát đến thì họ phá cửa xông vào. Trông thấy Vinh ngồi cạnh xác của bà Tuyết trong phòng ngủ lớn và lập tức bắt Vinh để thẩm vấn, tịch thu một khẩu súng tại hiện trường. Họ cho biết Vinh không hề kháng cự. Xác của Sinh Phạm được tìm thấy ở hành lang tầng trệt. Xác ở tầng hầm là Trinh Phạm, ngồi ở bên cạnh cô là đứa con trai 5 tháng tuổi tên là Carson. Chú bé đang được người thân chăm sóc. Bà Tuyết còn có một cô con gái khác, nhờ đi vắng nên đã thoát khỏi cái chết do người tình của mẹ giáng xuống. Vinh bị giam tại nhà tù Sedgwick County. Nếu muốn được tại ngoại chờ ngày hầu tra thì phải nộp số tiền bảo lãnh, đó là 2 triệu Mỹ Kim. Cảnh sát đang điều tra vụ án kinh hoàng này và nói là chưa tìm thấy dấu hiệu bạo lực gia đình nào ở trong ngôi nhà. Theo nguồn tin của cảnh sát cho biết, Vinh và các nạn nhân sống chung nhà được hàng xóm xác nhận là một gia đình yên ấm nhưng không thích giao tiếp với láng giềng.
Minh Phạm là chồng cũ của bà Tuyết và là cha ruột của Trinh, nói tiếng Việt và có người dịch lại bằng tiếng Mỹ cho cảnh sát biết, rằng là ông rất đau buồn trước vụ vợ cũ và con gái đã bị giết. Đứng ở bên đường nhìn qua ngôi nhà xảy ra vụ giết người, ông ráng kìm nước mắt. Ông nói rằng, con gái tôi đáng yêu biết bao. Ông cũng cho biết là vợ cũ là nhân viên bảo trì của trường đại học Wichita. Theo giáo sư trợ giảng Asher Surrender, Trinh và Sinh Phạm từng là học trò của ông trường trung học. Ông đã gửi ảnh chụp cặp đôi này cùng đứa con 5 tháng tuổi với dòng tin nhắn: mắt tôi, tim tôi và hồn tôi đẫm lệ dành cho hai học trò cũ của tôi. Ông kể là Trinh khi mới cặp với Sinh Phạm, họ cùng tên họ nên ông từng nói đùa rằng là khi họ trở thành vợ chồng thì chẳng phải làm thủ tục đổi sang họ chồng. Ông nói Sinh Phạm là một học sinh năng nổ khi còn đi học, đã làm cho hãng Sears và anh muốn sau này làm kinh doanh. Trinh cũng là một học sinh giỏi và tham gia sinh hoạt nhóm giao hưởng hợp xướng. Người thầy kể lần cuối cùng ông gặp Sinh Phạm, anh khoe ảnh con trai và nhận xét cục cưng của anh giống tiểu Phật. Một người bạn thân của Sinh Phạm đã lập trang web GoFundMe để có số tiền là 15.000 Mỹ Kim làm kinh phí tổ chức đám tang cho ba nạn nhân. Số tiền đã quyên được đó là 4.000 Mỹ Kim. Giáo viên Surrender kêu gọi mọi người hãy ủng hộ để chúng ta chứng tỏ rằng chúng ta yêu chàng trai, cô gái ấy biết bao. Việc mà ba người gốc Việt này bị bắn chết đã nâng tổng số án mạng chết người ở Wichita trong năm lên hơn 14 người. Năm 2017, số người đã vượt trên 20. Một đám cưới hoành tráng của một nữ đại gia Việt Kiều và chú rể đẹp trai người Việt đã diễn ra trong sự mong mỏi của cha mẹ cô dâu. Thế nhưng sau 3 tháng bản di chúc của nữ đại gia được công bố, sự thật đằng sau đám cưới ấy khiến ai cũng phải nhói lòng. Có nhiều năm trong nghề tổ chức sự kiện cưới hỏi, anh Nguyễn Trung Dũng sinh năm 1982, làm giám đốc của một công ty tổ chức sự kiện cho biết, anh bị ám ảnh bởi đám cưới của một nữ đại gia đất Hà Thành do bên anh đã từng thực hiện. Anh kể, nữ đại gia tên là Trần Thị Hải Ninh, sinh năm 1980, kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn resort. Hải Ninh xuất thân trong gia đình công chức nghèo, có ba anh em, hai người anh trai đã lập gia đình. Vì vậy bố mẹ là luôn sốt ruột lo lắng về việc hôn sự của cô con gái út này. Nhưng Hải Ninh lại thờ ơ với chuyện đó, tối ngày chị chỉ nghĩ đến công việc. Khi có vốn trong tay, chị thành lập công ty riêng. Với sự thông minh và khả năng kinh doanh nhạy bén, thì chỉ trong vài năm chị đã có trong tay cả gia tài đồ sộ. Chị mua tặng cho bố mẹ căn biệt thự lớn ở phía tây thành phố, đưa bố mẹ sang nước ngoài mua sắm, nghỉ dưỡng ở những khu resort xa hoa, tráng lệ. Nhiều người phụ nữ trẻ đã coi chị là tấm gương để họ noi theo. Hải Ninh tâm sự với anh Dũng, chị không kén chọn gì, bản thân cũng thử hẹn hò với một số người đàn ông nhưng không tìm được một nửa phù hợp cho mình. Phần lớn đàn ông họ yêu chị thì ít mà ngưỡng mộ thì nhiều. Họ có thể mời chị đi ăn tối, đi nghe nhạc, bàn luận chuyện trên trời dưới đất. Tuy nhiên, khi nhắc đến việc kết hôn thì họ lại ngần ngại. Vì họ sợ người vợ giỏi giang, thành đạt như chị sẽ lấn át chồng. Và cuối cùng, chị vẫn cô đơn trong cuộc vui nhiều người, lặng lẽ đi về sống khuya. Khi chị đang ở đỉnh cao danh vọng thì tai họa kéo đến. Ban đầu chị thường xuyên bị chảy máu cam, chóng mặt. Hải Ninh nghĩ là mình làm việc nhiều nên cơ thể suy nhược, chị không đi kiểm tra sức khỏe mà tự mua đồ về tẩm bổ. Trong một cuộc họp với đối tác, Hải Ninh bất ngờ bị ngất. Chị được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau một loạt các xét nghiệm. Bác sĩ đã thông báo cho chị là chị đã bị ung thư máu và giai đoạn cuối. Nghe kết quả, tai chị như là ù đi, trời đất quay cuồng. Chị tự hỏi tại sao mình có thể mắc bệnh đó, chị đang khỏe mạnh, chị có tất cả, sao có thể ra đi sớm như vậy. Chị nghĩ tới những dự định dang dở của mình và cả bố mẹ chị, những người đang mong mỏi ngày con gái lên xe hoa. Nếu họ biết con gái sắp chết khi tuổi còn trẻ, lại chưa lấy chồng, chắc họ sẽ đau khổ biết giường nào. Trong đầu chị luôn văng vẳng tiếng bố than phiền chuyện con gái muộn màng,
và ánh mắt của người mẹ rầu rĩ mỗi lần đợi cửa. Nhờ bạn bè giới thiệu, chị liên hệ với anh Dũng và nhờ anh thuê giúp mình một chú rể. Nghe câu chuyện của Hải Ninh, anh Dũng động viên chị sang nước ngoài chữa bệnh. Khỏi bệnh, chị vẫn có thể kết hôn như bao người phụ nữ khác. Anh cho rằng, chị nên nói thật với gia đình, không nên làm đám cưới giả, vì chẳng may chị mất, người ở lại càng đau khổ hơn. Giọng nghẹn ngào, Hải Ninh nói với tôi thời gian của chị ấy còn rất ngắn. Hồ sơ bệnh án chị gửi sang nước ngoài, nhưng bác sĩ bên đó cũng lắc đầu. Chị quyết định từ chối điều trị để dành thời gian thực hiện tâm nguyện cuối cùng của bố mẹ. Theo đó, chị muốn tổ chức đám cưới thật lớn để bố mẹ nở mày nở mặt. Giám đốc công ty sự kiện chia sẻ. Trước hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ này, anh Dũng đành gật đầu đồng ý. Hy vọng những việc mình làm có thể mang đến niềm vui cuối đời cho chị. Theo hợp đồng với Hải Ninh, anh Dũng chuẩn bị cho chị một kịch bản đám cưới sang trọng với chú rể là Việt Kiều. Gia đình nhà chồng đều là những người thành đạt. Ngày cưới, anh Dũng sắp xếp nhân sự đoàn nhà trai lên tới 80 người đến rước dâu. Bố chị run run trao cô con gái yêu quý cho chú rể điển trai. Ông dặn dò chàng rể phải yêu thương, đối xử tốt với con gái của mình, chung sống đến răng long đầu bạc. Hải Ninh không kìm nén được xúc động, bật khóc ngay trong ngày trọng đại. Tất cả diễn ra như một giấc mơ. Chị ước là đám cưới này và mọi thứ đều là thật. Cả chú rể đóng thế kia nữa sẽ là chồng của chị, cùng chị sinh con, cùng chị báo hiếu, phụng dưỡng bố mẹ lúc tuổi già. Nhưng thực tế thì quá phũ phàng. Tổ chức hôn lễ xong, chú rể nhà chị một tuần rồi tạm biệt vợ về nước. Đây là thời điểm chị kết thúc hợp đồng thuê chú rể. Gần 3 tháng sau, Hải Ninh mất. Sau này tôi nghe bạn bè chị kể lại, khi làm tang cho chị xong, luật sư riêng đã đến nhà công bố bản di chúc được lập trước khi Hải Ninh qua đời. Khối tài sản lớn của chị Hải Ninh sẽ chia làm hai phần. Một nửa được phục vụ cho việc phụng dưỡng chăm sóc bố mẹ, và nửa còn lại chị hiến tặng cho quỹ từ thiện, hỗ trợ các trường hợp bệnh nhân ung thư. Đặc biệt, bản di chúc nói rõ sự thật về đám cưới với chồng Việt Kiều. Chị mong là bố mẹ được hạnh phúc khi chứng kiến con gái làm cô dâu. Chị nhắn bố mẹ đừng khóc, đừng đau lòng về con gái. Đó là đám cưới khiến cho cô nghẹn ngào mỗi khi nhớ đến. Anh Nguyễn Trung Dũng trầm ngâm kể lại câu chuyện này. Một nhóm các luật sư đại diện các giáo viên và học sinh từ những trường học dạy dở kiện tiểu bang California vào hôm thứ Ba vừa qua, cho rằng là tiểu bang đã không làm gì, đã khiến cho có nhiều học sinh không biết đọc. Công ty luật vận động Public Counsel đã nạp đơn kiện tại tòa thượng thẩm Los Angeles để đòi Bộ Giáo dục California giải quyết cuộc khủng hoảng biết đọc biết viết của họ. Tiểu bang đã không làm theo các vấn đề nghị từ chính bản phúc trình của mình về vấn đề này 5 năm trước đây, theo hồ sơ kiện cho biết. Khi nói đến việc biết đọc và cung cấp nền giáo dục cơ bản, thì California đang trì kéo cả nước xuống. Theo luật sư của Public Counsel, đó là Mark Rosenbaum, người có cùng kiện với công ty luật Morrison and Foster, cho biết như vậy. Phát ngôn viên của Bộ Giáo dục Bill Ainsworth nói rằng các viên chức không thể có bình luận là bởi vì tiểu bang chưa nhận được vụ kiện. Các đánh giá tiếng Anh cho thấy chưa tới một nửa học sinh California từ lớp 3 cho đến lớp 5 đã đáp ứng các tiêu chuẩn đọc của tiểu bang kể từ năm 2015. Cả trường công và bán công đều thất bại, theo Rosenberg cho biết. Trong 26 học khu dạy dở nhất trên toàn quốc thì California có đến 11, theo hồ sơ kiện cũng đưa thông tin như vậy. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.